Hello, xin chào mọi người nha. Em xin giới thiệu, em là Thi. Bạn của em là Thi Mô Tô Thủ Đức, là trạm xe lướt chuyên mua bán trao đổi tất cả các loại xe hai bánh nha, xe mô tô nè, xe tay ga, xe số các loại nha. Địa chỉ của em là 1268 đường Thái Bình Canh, phường Liên Trung, quận Thủ Đức. Cái này là nhà của em luôn nha. Với lại là bên em có một website là thimotothuduc.vn, thì anh chị có thể vào trong đó để tham khảo những cái dòng xe hiện tại có ở cửa hàng. Thì xe nào bán á, thì em sẽ xóa đi, còn xe nào còn thì ở trong đó hết. Thì em giới thiệu sơ rồi nha, còn những phần hậu mãi thì anh em xem ở cuối clip. Thì bây giờ là vào phần chính, là nhân viên em sẽ quay chi tiết chiếc xe cho anh em xem. Rồi, hello anh em. Chào anh em tới kênh trạm xe lướt Thi Mô Tô Đức ha. Hôm nay tiếp tục em sẽ review cho anh em hai dòng xe 650cc Royal Enfield Continental GT 650 và một mẫu xe Honda CBR 650F nha anh em ơi. Đó, xe cực kỳ đẹp, can rửa sạch sẽ trong ngoài hết, full. Đó, anh em mình về là chơi liền, đổ xăng chơi thôi nha. Rồi, đầu tiên sẽ là một mẫu xe Classic rất là đẹp, hai máy, động cơ T-Win, nổ siêu hay luôn anh em. Đây là một mẫu xe được Royal phát triển lên mà nhiều anh em rất là thích ha. Đi đầm, trải nghiệm rất là ok và dáng là cực kỳ đẹp. Đó, phong cách dáng rất là classic. Những anh em nào mà chơi chuyên hệ này nhìn thấy là mê liền. Chẳng hạn như anh em những thích những dòng cổ điển như Triumph thì cái mức chi phí rất là cao ha. Đây là một mẫu xe khoảng tầm dưới 150 cũ là anh em sở hữu được con xe Classic hai máy, động cơ cũng không thua kém gì nhìn nha. Phía bên ngoài anh em nhìn cái động cơ này thì không khác gì những mẫu Triumph hết, rất là đẹp luôn. Rồi, em sẽ giới thiệu sơ qua em này ha. Biển Sài Gòn nha, đăng ký 2020, giá là 146 củ 8 nha. Đó, con này thì dòng chuẩn của nó là dòng GT 650 nha anh em, Continental GT. Thì đây là một bản cà phê racer ha. Phuộc nó sẽ đâu bắt ở đâu, ti đông nó sẽ nằm ở phía dưới. Hiện tại em này đã được up một bộ ghi đông Google Rizoma ghi đông cao thì sẽ cho cái dáng ngồi nó thoải mái hơn. Kính chắn gió Classic đồ chơi. Đó. Cặp xi nhan nhôm này cũng đồ chơi luôn anh em, máy xị nha. Chất xe Classic thì luôn đòi hỏi ở đây là một cái cụm đèn pha tròn đúng nghĩa cổ điển luôn, xài bóng halogen luôn nha anh em. Đó, chất xe rất là đẹp ha. Nước xi đồ sáng trưng à. Đó, anh em xem sơ là biết ha, chất xi là sáng trưng à, rất là ken. Con này thì thông báo cho anh em luôn là ô đô mới có 5.000 thôi, rất là đẹp luôn nha. Dàn chân từ đầu tới đuôi rất là đẹp, và đặc biệt thì con này được xài một cái bộ heo của nhà Pyri. Đây là một thương hiệu của tập đoàn Rambo luôn nha anh em, Pyri ha. Động cơ thì cũng là dĩa ABS hết đầy đủ ha, bánh căm. Đây, đúng Classic thì là bánh căm nha. Đó. Thì này nếu mà đi vỏ tubeless á thì anh em chịu khó dán chân căm lại ha, để anh em mình đi tubeless nó sẽ ok hơn. Còn xe nó vẫn xài ruột hết bình thường nha anh em. Đó. Chất xe đẹp, ok la luôn. Mọi chi tiết đẹp, sạch sẽ hết nha anh em. Đó. Đây, con này thì không làm mát bằng dung dịch, mà làm mát đây là chỉ làm mát bằng nhớt thôi. Những đường nhớt được bơm lên trên cái két này, cái này là két nhớt nha anh em. Đó, làm mát nhớt thôi, bơm ngược lên, làm mát phía bên ngoài, sau bơm ngược cho máy lại nha. Đó, chống độ cánh bướm, option đồ chơi thêm chống độ cánh bướm nè. Đó, nước sơn của bình xăng foam này rất là đẹp luôn, không tì vết luôn nha anh em. Đó, logo của hãng Royal. Khói động cơ 650 nhìn cực kỳ chất lượng luôn. Đó, làm mát cánh gió luôn nè. Đúng là đúng chất cổ điển luôn nha anh em. Nhưng mà xăng thì vẫn xài cơ chế FI rồi, rất là tiết kiệm cho anh em nha. Đó, đây cái cục khúc này nhìn như Triumph luôn nha anh em, rất đẹp ha. Đó, mà chrome hết, chất chrome hết, rất là ok. Anh em nhìn chất xe nè. Đó, sạch sẽ, len ken xà beng luôn. 140 mấy củ thôi, giá chỉ còn tầm đó thôi anh em, 146 củ 8 ha. Và anh em đang điều chỉnh giá lại tất cả các mẫu xe tại cửa hàng để cho nó phù hợp với giá thị trường nha. Đó,
yên zin theo xe, phuộc bình dầu sẵn luôn, cặp bô zin rất là chất lượng ha, êm ru bà ru. Thằng này nếu đúng ra thì có nhiều sự lựa chọn cho những cái dòng bô đồ chơi của Thái, Dustland hay gì đó, những cái lon bô rất là đẹp, rất là nổ khá là hay ha. Hai máy động tơ win, động cơ tơ win thì tiếng nổ nó đầm lắm anh em, nó không giống như những mẫu Z3 R3 là động cơ nó khác rồi. Còn này ra 2 tiếng nhìn nghe nổ rất là hay đó. Vỏ zin theo xe nè, chỉ gai còn y nguyên luôn anh em thấy không, chất xe rất là keng ha, rất là đẹp. Biển Sài Gòn anh em sang tên, rút hồ sơ đọc một nốt nhạc luôn. Anh em nào chơi dòng Lexus thì không thể nào bỏ qua những cái mẫu xe này, tầm tiền rất là ổn định dễ chơi ha. Hai máy chạy sẽ đỡ rung lắc hơn so với những mẫu xe như Bullet đó. À, đằng phía sau này cũng đã được trang bị thêm những cái mẫu đèn đúng chuẩn Lexus luôn đó, cặp bộ 4 xi nhan trước sau bằng nhôm nhỏ gọn nè, led sau cái đèn hậu sau cũng nhỏ gọn luôn đó, rất là ok, chất xe rất là đẹp. Bô mà còn có chữ nghĩa tùm lum luôn anh em. Bô zin theo xe anh em nhìn rất là nét luôn nha. Đó, bô là cực kỳ đẹp luôn, chữ nghĩa full luôn. Đó, lần đầu tiên em thấy cái bô mà chữ nghĩa nó dữ dằn như này. Dĩa sau đẹp nè, ốc tán đồ sáng trưng hết anh em. Heo sau cũng bay rì luôn nha. Đó, ABS hai kênh luôn. Đây dòng ABS sáng trưng luôn. Chất xe quá trời đẹp luôn nha anh em. Classic Lexus Biker vintage. Đây là anh em chỉ cần mà lên một đôi boot quần bò, áo gọi là áo phông ha, vài ba phụ kiện như túi da đồ các thứ là hết sảy luôn nha. Đó là cũng là một style tương lai của em ha, nhưng mà em sẽ nhắm vào những mẫu như Triumph, muốn cảm giác thử Triumph nó như thế nào. Đây, mẫu này thì chạy cũng ổn định đó, nhưng mà nhìn nó chưa đã lắm anh em. Quan trọng là tài chính thôi, mình tài chính mình đam mê thì mình ráng hơn xíu nữa. Còn nếu mà trong tầm cho phép thì đây là một mẫu xe đầy đủ ha, khá là hợp lý để anh em mình chơi. Tại vì cơ bản những dòng xe anh em như và anh em chơi Lexus thì anh em cứ không cần tốc độ nhiều đó, mình đi nhung nhăng mình chơi thôi, chất bên ngoài đẹp là được rồi. Cái động cơ anh em nhìn rất là đã ha. Đó, cục máy bự chảng luôn. Rồi giờ em sẽ test nhẹ tiếng máy cho anh em ha. À, con này xe này còn đầy đủ hai chìa cho anh em luôn nha. Đó, còn cái mã số luôn nè, nó đầy đủ luôn, heo dầu đồ còn tem tiết đồ nguyên si hết, nguyên đai nguyên kiện nha. Đây tiếng máy của dòng GT 650 hoặc là Interceptor 650 của Rolls Royce 650 nha. Động cơ này động cơ T-Win, nổ rất là hay luôn. Này bô zin thì nó hơi êm so với quy định đó. Nhưng mà nếu mà anh em mà vô một cặp bô như Dustland hay bô gì đó, bô dành riêng cho những dòng Rojo này, là tiếng nổ là cực kỳ phê luôn nha anh em, rất là hay luôn. Odo mới có 5.000 thôi. Đây, quay cho anh em xem cái đồng hồ, thiết kế cụm đèn hồ cũng Lexus luôn nè, nhưng mà có thêm một chút điện tử ở đây là báo xăng và km Odo ha. Odo 5.000 thôi. Đó, đồng tròn giống như mẫu CB 400 rồi các thứ á. Đó là hai cụm đèn hồ hai bên, một bên là sẽ báo về tốc độ, bên là báo về tua máy. Quá đẹp. Rojal Enfield Continental GT 650 nha, biển Sài Gòn, giá là 146,8, đăng ký tháng 1/2020. Anh em nào mến thì alo cho em ha. Tiếp theo sẽ là một mẫu 650 nữa của nhà Honda, thì con này sẽ là khác biệt so với mẫu này. Đây là một hệ xe cho những anh em trẻ trung đam mê tốc độ ha. 650F đăng ký 2018, giá là 166,8 nha. Anh em mà lấy thêm cục đèn thì thêm em hai củ. Đây là một dòng Sport City. Đó, đăng ký 2018,
lô này, cũng như mẫu xe này thì được về lô đầu tiên Việt Nam lúc thời điểm đó rất là hot. Đây là một ở phân khối tầm trung 650, 500-650 gì đó mà được mang trong mình là một cái khối động cơ 4 máy hú cực kỳ phê luôn. Và những anh em nào mà chơi mô tô thì sẽ là một cái dự án gì đó để mình up lên những mẫu xe 4 máy, nhưng mà tùy theo tài chính của anh em nữa. Đó, tài chính mạnh thì lên những mẫu xe với 1.000 dòng sport cao cấp hơn, còn những mẫu tiền thì tầm 160-170 đô lại thì đây là một sự lựa chọn khá là hợp lý luôn. Đi xa ok, ngồi thoải mái ha. Thì con này đã được trang bị một cổ bô nè, đầu dê thì có đèn nè, chống đổ nè, che két, bô AKR1 ha, cổ inox clip on, và một cái đặc biệt sẽ là một bộ đuôi hai tầng. Cái đuôi này của dòng CBR1000 ha anh em. Đó, được kết tầm lại. Tem chùm nguyên con thì không bàn rồi, tem chùm của mắc quét luôn. Sui mắc quét gì đó. Cụm đèn thì led, nhìn như những mẫu CB500F, 500X đồ. Nhìn nó thì không có đặc sắc, không có dòng sport lắm, tại vì phương án của nó là dòng sport city, anh em có thể là kết hợp đi phố, đi làm, đi chơi đầy đủ các tính năng nha, nên là tùy theo nhu cầu sử dụng của anh em thôi, và tùy theo tài chính của anh em nữa. Động cơ khá là lành, 4 máy, được trang bị ABS rồi nè. Đây là một cái tính năng cũng an toàn khi anh em đi chơi xa ha. Đối với những mẫu xe phân khối lớn như thế này mà đi tốc cao thì đòi hỏi phải cần những cái option này để anh em mình nhung nhăn sẽ đỡ nguy hiểm hơn. Ốc tán đẹp hết ha, dĩa dày luôn nè, chất xe đẹp nha, heo Nissin hai bên hai con hai dĩa đó, một bộ tem chùm rất là đẹp. Mẫu này thì hiện tại em đang sell xuống còn 166,8 nha anh em. Đó, rất là đẹp luôn. Anh em nào thiện chí nhanh gọn em hỗ trợ thêm chút lọc nữa ha, tặng nhớt tặng nón và bảo hành máy móc cho anh em 3 tháng bao quay đầu. Đó, chung Honda thì cũng không có gì để bàn nè, chất xe đẹp bền. Chung là những mẫu xe này anh em nào mới tập chơi những dòng xe không có lớn thì mình nên trải nghiệm qua những mẫu xe này. Chi phí chăm sóc bảo dưỡng cũng khá là ok, xăng cộ cũng tiết kiệm hơn so với những mẫu khác ha. Đó, chất tán ốc tán rồi, sáng trưng à, ốc zin theo xe hết nha. Cam kết máy móc nguyên zin nha anh em. Tặng nhớt tặng nón khi anh em mua xe tại cửa hàng, voucher cứu hộ. Và những khách hàng mua xe bên em sẽ được ưu đãi là ví dụ xe cứu hộ gì đó sẽ giảm được trực tiếp vào khi mà đi cứu hộ ha. Nhưng mà phải nhớ thông báo nhắc nha, chứ em không nhớ được hết là khách nào mua hay không đâu, anh em phải cần chứng minh đó, chỉ mua bán được các thứ thôi. Clip on đây là có là một cái bầu luôn nha. Đó, cổ inox có bầu, clip on ra lon AKR1 nha anh em. Dĩa dày cui à. Chung mấy con xe này thì không có gì để soi mói nhiều, chất xe đẹp. Có cái là con này đã được lên một bộ trang bị cái đuôi sau thôi. Đó, nguyên một bộ đuôi sau. Nhìn nó sẽ sport hơn. Đây, từ xa anh em nhìn sẽ sport hơn. Còn đối với dòng CBR650F này và 650R luôn, ngay cả 650R luôn của Honda thì yên sẽ là yên liền, nó không có hai tầng như vậy. Chất xe quá đẹp. Đó, lớp liếc đồ này còn rất là ok ha. À, Continental luôn, nhông sơn dĩa cũng sạch sẽ nè anh em. Đó, bên em rửa xe cho anh em thì anh em xem sơ video là cũng thấy ha, chi tiết từng chi tiết một đã được rửa chăm sóc rất là kỹ ha, sạch sẽ. Đó, rất là ok luôn, rất là sạch luôn, như xe thùng vậy đó anh em. Về có đổ xăng chạy thôi, đèn đuốc có sẵn rồi nè.
anh em nào mà sắp tới triển khai một cái tour đó thì về là đi luôn. Đây là mùa học công tắc đèn Suzuka Ribbit, thuộc thì cũng là của Suzuka, nhưng mà con này thì đang đi phục của Suzuka ống lòng ha, đi phục Suzuka nhưng mà phục cái ống lòng thôi đó. Cặp gương chiếu hậu có tích hợp luôn cả xi nhan trong đây, rất là đẹp luôn, quá ok, cầm hazard và các thứ. Rồi lên máy cho anh em, bốn máy hú cực kỳ phê nha. Chung là nó rất là cũng là phê đó, bốn máy thì nó cũng là phê nhất có thể rồi. Honda CBR 650F đăng ký 2018 biển Sài Gòn, giá 166 cũ 8 nha. Anh em nào lấy thêm cặp đèn thì thêm em hai cũ thôi. Đó, đầy đủ đồ chơi để anh em cho chinh phục một con tour nhẹ nhàng Sài Gòn Đà Lạt. Rất là ổn định luôn. Ngoài ra thì bên em còn rất là nhiều dòng xe khác nha. Anh em có thể chỉ cập vào website bên trên đây giùm em để tham khảo thêm các dòng xe đang có mặt tại cửa hàng. Hơn 100 mẫu xe đầy đủ luôn, tất cả các dòng xe từ 150 cho tới 1000cc, tay ga, mô tô, SH, xe số tụi em có đủ đó, và luôn nhận hỗ trợ trao đổi các dòng xe, tất cả các dòng xe luôn. Anh em nào có nhu cầu thì cứ tới trực tiếp cửa hàng em tại địa chỉ số 5268 Kha Bằng Cân, phường Linh Trung, Thủ Đức. Cảm ơn em rất là nhiều, bye bye, hẹn mọi người vào những mẫu xe tiếp theo nha. Khi mà mua xe bên em thì anh em sẽ được những hậu mãi và khuyến mãi sau. Thứ nhất là tặng nhớt nè, thứ hai tặng nón bảo hiểm, thứ ba là bảo hành, thứ tư là tặng voucher khi anh em sử dụng dịch vụ vận chuyển và cứu hộ bên em, thứ năm là bao quay đầu. Ví dụ như anh em có những trường hợp cần tiền gấp hoặc là muốn đổi lên CC thì tụi em vẫn hỗ trợ thu lại. Người xem clip review của nhân viên em đã biết tại sao em đặt tiệm của em là trạm xe lướt rồi đúng không? Thì để một cái xe bán ra thì tụi em có nhiều khâu lắm, một cái xe tụi em rửa dọn cực kỳ kỹ luôn. Có nhân viên gỡ dàn áo nè, một nhân viên rửa xe nè, một nhân viên kiểm tra và một nhân viên đăng bài. Nói chung là có rất nhiều công đoạn rửa dọn sạch sẽ từ từng con ốc, chà từng con ốc, từng cọng dây sên và gầm trong ngoài là sạch sẽ hết nha mọi người. Đó, những cái chuyện tụi em làm này thì ở ngoài cũng có luôn, thì có những dịch vụ detail, những cái dịch vụ chăm sóc xe người ta sẽ nhận làm, nhưng giá là tầm 1-2 triệu nha mọi người. Mọi người thấy mua xe bên em có lời cái đó không? Đó, mọi người cứ so sánh xe bên em với xe tất cả mọi chỗ nha. Làm những cái chuyện đó để mong muốn là có một chiếc xe đẹp đến cho khách hàng và một cái trải nghiệm tốt về xe cũ, xe lướt. Thì khi mà mọi người mua một con xe cũ về thì sẽ được người nhà nè, ví dụ đi người nhà khen là cái xe cũ mà sao lại đẹp, lại keng, lại bóng như vậy, thì vẫn thích hơn là mua một con xe mấy chục triệu, mấy trăm triệu về mà người nhà chê mày bỏ ra số tiền lớn như vậy mà lại mua con xe gọi là chầy xước, cũ dơ hay gì đó vân nha. Thì mọi người nghe cái này thấy chán đúng không, thấy nản, nó muốn nghỉ chơi mô tô luôn rồi đúng không? Đó, thì tất cả các xe ở đây thì tụi em sẽ quay clip đầy đủ cho khách hàng, cho mọi người xem. Mọi người ở gần thì có thể xem sơ rồi tới thương lượng một chút xíu về giá, còn mà khách hàng ở xa thì có thể chuyển khoản cọc. Thì tất cả hình ảnh nè và video clip thì tụi em là quay thật 100%, không có chỉnh sửa nha, không có qua chỉnh sửa một chút nào. Thì xe, hình ảnh, clip sao á thì ở ngoài thì hình y chang như vậy, không có khác biệt gì hết. Các clip review á thì tụi em sẽ quay rõ là ở trong ngoài xung quanh toàn cảnh cái xe, chứ tụi em không có nói là cái xe này chiều cao in bao nhiêu, trọng lượng bao nhiêu hoặc là mức tiêu thụ bao nhiêu. Những cái chuyện đó thì anh chị mọi người có thể bấm Google sẽ tìm hiểu cho nó rõ hơn. Những cái chuyện đó là số chung mà, phải là những cái chuyện chung mà, tụi em không có là review nói những cái chuyện đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của em nha. Thì mọi người thấy hay thì cho em một like và một subscribe. Thì bấm cái logo bên nhỏ dưới nè, bấm đi đăng ký kênh của em. Thì mọi người theo dõi thì có thể chia sẻ với mọi người, chia sẻ với bạn bè. Thì ví dụ như mà được giới thiệu mà khách tới mua và bán xe
thì tụi em sẽ trích một nhỏ phần trăm gọi là cà phê gửi tặng anh chị. Rồi, chào mừng mọi người đã biết đến trạm xe buýt Thimoto Thủ Đức nha. Thì trong quá trình mà buôn bán hoặc là trong quá trình sử dụng thì có những không thể tránh được những sai sót nhỏ, thì mong mọi người góp ý hoặc là alo cho tụi em thì để tụi em gọi là sửa những cái sai phạm đó. Rồi, xin cảm ơn anh em nhiều.